Xin chào các bạn, mình là Thắng. Chào mừng các bạn quay trở lại kênh Máy Ảnh Cô Hà Nội. Hôm nay là một chủ đề cực kỳ hay, đó chính là những lưu ý với các bạn sinh viên khi lựa chọn một chiếc máy ảnh để mình có thể bắt đầu. Trong video này, mình sẽ cho anh em 4 lưu ý mà anh em cần phải biết, cần có khi mình lựa chọn máy ảnh lúc đầu nhá. Ok, cùng được với intro. Lưu ý đầu tiên đó chính là hãy ưu tiên chất lượng đi anh em ạ. Khi anh em lựa chọn một chiếc máy ảnh để mình có thể khởi đầu thì lúc nào anh em cũng nghĩ là cái máy ảnh mình chọn này mình bỏ ra tầm mấy triệu này, mình tiết kiệm rất lâu rồi thì đương nhiên chất lượng ảnh nó phải hơn cái điện thoại đúng không? Thì đấy cũng là chính cái lưu ý đầu tiên khi anh em lựa chọn. Bởi vì ở thời điểm hiện tại anh em thấy trên mạng có rất nhiều loại máy ảnh người ta quảng cáo thấy cho anh em là máy ảnh đến từ Trung Quốc, máy ảnh có 1 triệu rồi, máy ảnh digital các kiểu. Thì nếu mà mình khuyên thật, nếu mà anh em mà muốn mua máy ảnh ấy, để mà anh em mong muốn nó có một cái chất lượng ảnh nó khác biệt hẳn so với điện thoại ấy, thì anh em nên lựa chọn những cái dòng máy DSLR cũ này, hoặc anh em lựa chọn những cái dòng máy mirrorless cũ như kiểu Sony Nex này. Đấy, chứ đừng lựa chọn những cái dòng máy kiểu digital mua nó vừa đắt mà chất lượng nó không ăn thua đâu. Bởi vì cái sự khác biệt ở đây cho chất lượng ảnh của anh em ấy, đó chính là cái kích cỡ cảm biến anh em ạ. Anh em tưởng tượng nhá, cái kích cỡ cảm biến của đây một chiếc máy phổ thông bình thường này đấy. Đây trên tay mình con A6000 hoặc những con Sony Nex thì nó cũng sẽ có kích cỡ như này. Còn kích cỡ cảm biến điện thoại ấy, hay những cái máy compact ấy, nó chỉ là rất là bé xíu à, nó bằng cái đầu ngón tay này anh em ạ. Nên là cái chất lượng ảnh nó không thể nó ăn thua được. Đặc biệt những cái dòng máy đấy thì nó không có cái công nghệ cả, nó chỉ có cái khả năng chụp hình ấy, nó không có AI như kiểu điện thoại bây giờ ấy. Thì làm sao mà chất lượng ảnh nó hơn được cái điện thoại bây giờ. Nên là nếu mà anh em muốn mua máy ảnh mà muốn có chất lượng ảnh nó khác biệt hẳn so với điện thoại ấy, thì bỏ ngay suy nghĩ mua những cái máy ảnh compact bé bé này, cảm biến bé xíu này, hay mua những cái con máy ảnh nó có cảm biến bé đi. Đấy, anh em lựa chọn cho mình những cái con máy có cảm biến crop đấy, cụ thể là những cảm biến crop APS-C 1.5 hoặc là 1.6 như kiểu Canon, Nikon, Sony, rất nhiều luôn. Những cái máy đấy rất là rẻ anh em ạ. Bây giờ anh em 2 triệu anh em có thể mua một con máy có cảm biến APS-C rồi, lắp kèm có ống kính xóa phông chụp chân dung, mình thề là ăn đứt điện thoại, ăn đứt mấy cái máy ảnh compact người ta đang quảng cáo luôn. Đó. Thì đấy, cái lưu ý đầu tiên nhá, là anh em nên chọn những chiếc máy ảnh có cảm biến lớn. Mình khuyên anh em mà lựa chọn những máy ảnh có cảm biến APS-C. Có một cái loại cảm biến nó nhỏ hơn APS-C, đó chính là cảm biến M4/3, cảm biến crop 2.0 ấy. Đấy, anh em không hiểu crop 2.0 với APS-C là gì thì mình sẽ bảo editor, thằng cu editor nó để cái giải thích ở đây cho anh em hiểu nhá. Thì cái cảm biến M4/3 cũng đáng lựa chọn, mỗi tội cái dòng Olympus kiểu đấy rồi Lumix đấy, lens nó hơi ít nên em mua thì nó hơi khó lựa chọn. Cái tiếp theo khi anh em lựa chọn một chiếc máy ảnh, đó chính là anh em nên lựa chọn những cái dòng máy nó phổ biến, nó phổ thông. Tại sao mình lại nói nên lựa chọn những cái dòng máy phổ biến phổ thông lại đi theo số đông như vậy? Bởi vì khi anh em lựa chọn những cái dòng máy phổ biến phổ thông như này thì anh em sẽ có một cái, đó chính là gì, anh em dễ bán dễ mua đó. Ví dụ bây giờ mình mua một con máy như này, hôm sau mình mang đi mình bán cho người khác cũng được, bán rất nhanh, có khi chỉ lỗ vài trăm nghìn hoặc là anh em không lỗ luôn. Nếu anh em nào biết bán hàng hoặc là bán hàng quen mua đi bán lại thì cái việc đấy rất là bình thường. Thì cái việc mà anh em lựa chọn những dòng máy phổ thông ấy, mình có tính thanh khoản cao, mình mua đi bán lại dễ, thì cái việc mà mình chơi mình muốn đổi lên đời thì nó rất là thích. Ví dụ như hồi xưa mình mua máy ảnh cũng vậy, mình cũng lựa chọn những dòng máy ấy, có cái tính thanh khoản cao, mình mua đi bán lại nó dễ thôi. Đấy, thì anh em lựa chọn cái dòng máy đấy thì là ok luôn. Mình ví dụ mình mua con này mà mình không thích, hôm sau mình mang đi mình bán hoặc mình đổi mức máy khác thì khấu hao nó không được nhiều, hay là anh em mua bán đấy như mình nói không lỗ luôn đó. Chưa kể đến những cái dòng máy có tính khoản cao, nó dẫn đến một cái lý do thứ ba, đó chính là anh em nên lựa chọn những dòng máy bền bỉ ít lỗi vặt. Thường thì những dòng máy bền bỉ ít lỗi vặt là những dòng máy được lựa chọn nhiều rồi. Chưa kể đến những dòng máy bền bỉ lỗi vặt sẽ giúp anh em yên tâm khi mình chơi, mình trục chơi hơn đó. Ví dụ mình mua một con máy về mà bỏ ra mấy triệu mà được 2-3 ngày mà cái con máy đấy là nó đã hết, nó bị hỏng rồi thì làm sao mà làm được. Thì cái đấy anh em lưu ý nhá. Ví dụ trên máy ảnh ấy, luôn luôn nó sẽ có những cái dòng lỗi, những cái dòng hay bị lỗi, anh em search mạng đầy luôn, có sẽ có những dòng hay bị lỗi như kiểu là Nikon D600 này, hay là Nikon Canon 70D này. Những dòng máy đấy anh em sẽ thấy một điểm chung là hiệu năng nó cực kỳ ngon nhưng mà giá nó rất là rẻ. Thì đừng ham cái rẻ nhá, nếu mà anh em chấp nhận được cái rủi ro đấy thì anh em cứ việc chơi thôi.
Còn theo kinh nghiệm mình hoặc như mình hồi xưa, mình sẽ không bao giờ chọn những cái dòng máy kiểu hay lỗi như vậy cả. Giá rất là rẻ, hiệu năng rất là cao nhưng mà cái rủi ro thì cao lắm. Bỏ ra mấy triệu bạc xong rồi mua xong nó chết thì kể cả anh em bán lại cũng không ai mua cả. Đó, đấy là cái lý do thứ ba. Và cái lý do cuối cùng ấy, mình muốn gửi tới anh em, đó chính là em nên lựa chọn những cái dòng máy, những cái hãng máy ảnh, những cái dòng máy ảnh nó có sự lựa chọn lớn, có sự lựa chọn đa dạng, phong phú về ống kính. Ví dụ anh em mua một cái máy ảnh này về này, thì cái máy ảnh này anh em chụp được vài vò tầm vài hôm hết. Nhưng anh em mua ống kính ấy thì nó vô vàn luôn anh em ạ. Anh em hôm nay anh em thích anh em quất con 50 xóa phông này, xóa phông mịt này. Mai anh em thích lại thích quất con 18-55 này. Đấy, từ từ, mình lấy con nữa cũng khá phổ biến. Hay anh em thích thì anh em thích quất những con như kiểu 55-250 này, siêu zoom này. Anh em nào thích tia gái thì dùng những con siêu zoom này. Đấy, thì cái sự thú vị khi anh em chơi nhiếp ảnh ấy, thực tế máy là một phần thôi. Còn một cái nữa là lens, bởi vì khi anh em lắp những cái lens khác nhau lên máy thì nó sẽ có những cái trải nghiệm khác nhau. Dùng lens zoom xa thì cảm giác khi mình chụp zoom ra góc nó rất là khác biệt, góc nó rất là đặc biệt, bởi vì gần như rất ít ảnh anh em thấy chụp bằng lens zoom xa. Dùng cái lens góc siêu rộng thì nó lại kiểu khác, nhìn nó trông rất là hoành tráng. Anh em chụp những bức ảnh phong cảnh thì cực kỳ đỉnh. Anh em chụp những bức ảnh kiểu selfie đứng giữa kiểu rừng núi này thì nó lại là khác biệt luôn. Anh em theo trường phái gọi chân dung xóa phông thì mua những con lens chân dung xóa phông mà nó xóa phông mù mịt thì chụp ảnh nó lại là ảnh mạng luôn anh em ạ. Thì là tuyệt vời luôn. Thì đấy, cái lens khi anh em mua để mình sử dụng cho việc chụp ảnh nhiếp ảnh này nó cũng cực kỳ quan trọng. Nên khi anh em lựa chọn những hãng máy ảnh này, nó có hệ lens phổ biến phong phú đa dạng. Mình có thể kể đến như Canon DSLR rất là nhiều, vô vàn luôn. Hay là Nikon DSLR thì cũng vô vàn cực kỳ nhiều luôn. Và những cái lens đấy anh em có thể sắm với mức giá rất là rẻ nhá. Vài trăm nghìn anh em cũng có thể sắm được một con lens rồi, mình nhắc lại vài trăm nghìn nhá. Đó. Những cái máy như kiểu Sonyx ấy, tại sao nó vẫn ít và nó ít phổ biến ấy, tại sao nhiều người bảo là Sonyx giá rất rẻ nhưng mà ít người chọn ấy? Thực tế là có một cái cản trở như là lens của dòng Sony ngàn E nó rất là đắt. Ví dụ anh em mua một con 50 của Canon ấy, nó có 1 triệu thôi hoặc 1 triệu rưỡi thôi. Còn 50 của Sony anh em cứ nhân 3 lần lên đấy. Thế nên là tại sao mà nhiều người cứ bảo là Sony Next hiệu năng này, sau mấy ông cụ toàn suốt ngày chọn DSLR Canon, DSLR của Nikon. Thực tế DSLR Nikon Canon chụp ảnh nó vẫn ra ngon lành mà tính năng quay hơi cùi thôi, nhưng mà lens nó lựa chọn cũng vô vàn luôn. Còn ông nào anh em mà chơi Sony Next ấy thì bị cái là nhỏ gọn, được cái là nhỏ gọn đấy, nhưng mà cái lens nó rất là ít đấy. Mình chơi nó nhiều lúc mình bí quá, mình muốn mua con lens xóa phông thì cũng khó, hay mình muốn mua con lens zoom xa thì cũng phải tầm 3 triệu rưỡi rồi thì rất là khó. Tóm lại, nếu mà anh em đang là sinh viên và mình anh em cần một chiếc máy để mình có thể khởi đầu nhiếp ảnh ấy, thì sẽ có 4 lưu ý sau khi anh em chọn lựa máy cũ khi anh em đi mua nhá. Đó chính là tiêu chí đầu tiên là anh em cần lựa chọn một chiếc máy có cảm biến lớn thì hình ảnh nó mới khác biệt được. Cụ thể ở đây là từ APS-C trở lên, 4/3 cũng được, nhưng mà thôi cái dòng đấy hơi ít lens. Cái thứ hai đó chính là anh em nên lựa chọn những dòng máy bền bỉ ít lỗi vặt. Cái thứ ba anh em nên lựa chọn những dòng máy phổ thông, phổ biến để mình có thể có tính thanh khoản cao, dễ mua dễ bán, vì sau mình chán mình bán, mình không chơi nữa chẳng hạn, mình bán nó vẫn được giá. Cái thứ tư và cái điều cuối cùng là anh em lựa chọn những cái hãng máy ảnh như kiểu Canon, Nikon, DSLR ấy, nó có hệ lens đa dạng, anh em thể chơi lens thoải mái thì chơi nhiếp ảnh mới vui được anh em ạ. Đấy, tóm gọn lại 4 điều trên những điều mình muốn gửi gắm tới những em đợt nhập học này mà đang cần tìm một bộ máy ảnh phù hợp cho mình ấy, để mình có thể bắt đầu một cái thú vui mới ở trong cái chặng đường sắp tới. Thì nếu mà anh em nào xem video này đã có kinh nghiệm rồi thì có thể mách mấy anh em sinh viên mới lên đại học những cái mẹo khác nhá, để những anh em sinh viên mới chơi đấy có thể lựa chọn một cái bộ máy phù hợp nhất mình. Ok, cảm ơn anh em.